Trong cuộc sống đầy những biến động, hẳn bạn đã có mong ước được thả trôi, được trấn tĩnh, được chậm lại. Nhưng tại đây, chúng tôi không được phép chậm. Bởi chậm là hết, chậm là tụt lại, chậm là thất bại. Formula One Singapore Grand Prix 2022, duy nhất trên cả cộng.